Tôi có thai rồi, đã được 40 ngày. Của anh đó. Rõ ràng cô biết tôi không cho phép ai được mang thai, bao gồm cả cô. Cô còn đem chuyện này ra đùa cợt à? Tôi không đùa với anh đâu. Giở trò này với ông cũng vô ích. Mấy cái xét nghiệm này bỏ chút tiền là sẽ làm được ngay. Lần trước tôi đã trúng kế một lần rồi. Cô tưởng tôi ngu lắm sao? Đã lâu như vậy anh ta vẫn không thèm tin mình. Nè con yêu, giờ ba của con về, chúng ta sẽ chơi đùa với nhau. Cứu giới. Bệnh nhân có dấu hiệu sảy thai, mau thông báo cho người nhà đi. Không liên lạc được người nhà, thôi chết, bệnh nhân băng huyết, mau cấp cứu, nhanh lên. Đình An, con sao rồi, có giữ được không? Con, trên bệnh án này viết rất rõ ràng, cô chỉ bị viêm ruột thừa, sau đó ngã cầu thang. Cô căn bản không có mang thai. Thẩm Tinh Dao, cô dám giả mang thai lừa hôn? Không ngờ lại bị phát hiện dễ dàng như vậy. Xem ra lần tới phải đổi chiêu khác thôi. Không có lần sau đâu. Được, 9 giờ ngày mai gặp nhau ở cục dân chính. Được thôi, cô đừng có mà hối hận. Cũng không thể nào hối hận bằng việc 3 năm trước lấy anh đâu. Cô, ngày mai đừng có quên đó. Hay là mình đi cùng cậu? Không cần đâu Sang Sang, cậu còn phải đi làm mà. Sang Sang, mình muốn sinh đứa trẻ này ra. Tối hôm qua mình nằm mơ, đứa trẻ 3 năm trước của mình trở về tìm mình. Cậu nói coi, mình làm sao nhẫn tâm giết chết nó lần nữa. Được thôi, cậu cứ sinh ra đi, mình cùng cậu nuôi nấng nó. Chờ sau này cậu mà có tái giá, kêu con của người đàn ông khốn nạn kia gọi người khác là ba, cho hắn tức chơi. Tưởng tượng vẻ mặt của tên khốn đó, đúng là sảng khoái. Mình đi đây. Alo, Chu Đình An, anh lại trễ hẹn. Tôi trễ hẹn gì chứ? Anh nói không giữ lời. Tối hôm qua đã đồng ý, hôm nay làm thủ tục ly hôn mà. Tối hôm qua, cô nói gì thế hả? Đình An, em muốn mua ít đồ ăn sáng, anh mau ăn đi cho nóng. Anh đúng là, anh nói không có thời gian ly hôn với tôi, thì ra là ở cùng với Hứa Tri Ý. Ly hôn? Ly hôn cái gì chứ? Ai ly hôn với ai? Được, không ly hôn cũng không sao. Vậy thì sau này chúng ta đừng ai nấy đi. Anh cũng đừng có trách tôi đó. Đem tới cho anh niềm vui bất ngờ, cắm sừng anh. Cô, cô tới đây làm cái gì? Em mua đồ ăn sáng đây, mau dùng luôn đi cho nóng. Tôi không ăn, cô tự ăn đi. Nè, em chạy rất lâu mới mua được đó. Mang thai rồi. Không lẽ là Thẩm Tinh Dao? Cô làm cái gì đó? Cô làm cái gì đó? Em có chút nhức đầu thôi. Còn không chịu đi à? Hôm nay em tới đây là muốn nói với anh chuyện đính hôn với hai chúng ta. Hai chúng ta? Đính hôn? Cô muốn tôi phạm tội trùng hôn? Muốn tôi bị tống vào tù sao? Không phải. Em nghe bác Châu nói anh với Thẩm Tinh Dao ly hôn rồi. Cô nghe nhầm rồi. Vậy có lẽ em đã hiểu sai. Đình An à, tháng sau có buổi triển lãm thời trang và trang sức do chính Châu Thị đứng ra tổ chức. Thịnh Quang là bên tham gia. Em muốn hợp tác với Penny và làm đại diện cho series mối tình đầu. Ồ, vị nữ minh tinh này muốn tôi làm trợ lý cho cô, giúp cô làm truyền thông à? Không phải, Đình An,
Sao anh lại lạnh lùng với em chứ? Hai nhà chúng ta dù sao cũng định liên hôn. Nếu như em không ra nước ngoài thì anh và Thẩm Tinh Dao làm sao thành đôi? Không phải anh nên bồi thường cho em một chút hay sao? Nói gì đi nữa, cô Thẩm cũng đang ở Thịnh Quang. Cô ta lại gần gũi với sếp Tống như vậy, không lẽ là anh không lo lắng chút nào sao? Có liên quan đến cô sao? Tất nhiên là có liên quan. Nếu anh giúp em hợp tác với Penny, em có thể giúp anh xem chừng bọn họ. Chưa kể, em có thể giúp anh khuyên nhủ cô Thẩm. Cũng được. Anh đồng ý sao? Còn không đi nữa thì tôi sai người quét ra đó. Đi đi, đi ngay đi, nhớ ăn sáng đó. Trời ạ, à, tối ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dám lóc tôi à? Tức chết đi được. Lại là một ngày liên hôn thất bại. Tình huống đó rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ? Mà không đúng, hắn ta cũng đâu có lý do gì gạt mình. Không lẽ là do mình uống nhiều? Tinh Dao, làm sao đây? Không có gì đâu. Mình nhớ cậu rất thích ăn bánh đậu xanh tiệm này, nên hôm nay đã đặc biệt đi mua. Vậy mà cậu cũng còn nhớ sao? Chúng ta hồi trước cũng thường hay ăn món này, rồi ngồi thảo luận thiết kế, cậu có nhớ không? Mình đều không có quên. Lúc mình và cậu bên nhau, mỗi một phút, mỗi một giây, mình đều không hề quên. Bao năm qua mình nhờ vào những thứ này để kiên cường tiếp tục. Thôi chị ca. Được rồi, chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Mình không muốn làm khó cậu. Mình nói những chuyện này là mong cậu biết rằng mình vẫn luôn đợi cậu. Cảm ơn cậu nha, Thời Diệt. Phải rồi, Mình muốn cậu giúp mình một việc. Việc gì? Có thể khoan công khai chuyện mình là Penny hay không? Tại sao chứ? Việc này với cậu mà nói là một cơ hội rất tốt mà. Mình không muốn trước lúc ly hôn để mình và con của mình vào đầu sóng ngọn gió trước công chúng. Hơn nữa cậu cũng biết rồi, cha của mình nợ tiền cờ bạc. Nếu ông ấy biết mình là Penny, ông ấy nhất định sẽ không tha cho mình. Tinh Dao, những năm qua cậu khổ nhiều rồi, nhưng cậu cứ yên tâm, chỉ cần có mình ở đây, về sau cậu có thế nào xảy ra chuyện gì cũng đừng tự chịu đựng nữa. Chuyện gì đây? Sếp Châu, đây là tập đoàn Thịnh Quang, anh đến đây làm gì? Tôi tới kiếm vợ của tôi, liên quan gì đến anh? Ai là vợ của anh? Cô chính là vợ tôi. Đợi đó đi. Cô block tôi. Nói mau. Sắp liên hôn tới nơi rồi, block cũng là chuyện rất bình thường thôi. Không lẽ giữ số liên lạc của nhau, sau này còn hẹn gặp nhảy disco trên mẫu của nhau sao? Chưa kể, không phải anh cũng block tôi hay sao chứ? Không phải là muốn phủ sạch quan hệ sao? Tin nhắn mỗi ngày cô gửi, ngoài trừ việc ly hôn ra không còn gì khác. Tôi đọc thấy phiền quá. Vậy thì cũng đúng lúc, block nhau thì không thấy phiền nữa. Lại vừa tách nhau ra, cả làng đều vui. Nói hai ba câu là lại ly hôn. Cô muốn ly hôn đến thế sao? Không lẽ, sếp Châu trước đây tưởng tôi đòi ly hôn chỉ là nói đùa sao? Tối hôm qua tôi đã nói rõ rồi. Tối hôm qua đã nói rõ cái gì? Chuyện tối hôm qua tôi không nhớ gì cả. Không nhớ cũng tốt. Không thể để cho hắn biết chuyện mình mang thai. Anh nói là muốn xóa sạch nợ cho tôi. Không thể nào. Sếp Châu tự hiểu bản thân của mình cũng rõ ràng quá đi mức. Cái gì mà tự hiểu? Đồ keo kiệt. Cô, nè sếp Châu, hôm nay anh đến Thịnh Quang chúng tôi, rốt cuộc là muốn làm gì hả? Penny đâu? Anh tìm Penny làm cái gì? Thiết kế mới nhất của cô ta series mối tình đầu, người đại diện, hãy để tôi sắp xếp. Anh nói do anh thì sẽ cho anh sao? Châu Thị chính là đơn vị tổ chức triển lãm trang sức. Tôi nói gì thì sẽ là như thế. Penny đâu? Tôi muốn gặp cô ta. Anh chưa từng gặp Penny sao? Anh chưa từng gặp Penny sao? Tôi chưa từng gặp cô ta. Cô ta gác bút 3 năm rồi, tôi đi đâu mà gặp được cô ta? Làm sao vậy? Chưa gặp thì không thể hợp tác sao? Tôi... Tất nhiên là có thể. Nhưng mà hôm nay Penny, cô ấy không có tới. Không có ở đây. Được rồi, người đại diện chuyện này cứ quyết định vậy đi. Thẩm Tinh Dao, cô chịu trách nhiệm. Tôi? Cô đó. Tôi từ chối. Tại sao chứ? Cô từ chối. Được thôi, 5 triệu. Sếp Châu,
Nếu Tinh Giao đã từ chối rồi, Thịnh Quang chúng tôi vẫn còn những người khác. Lần này tôi sẽ trả công gấp đôi cho cô. Thời Diệt, cũng được thôi. Dù gì thì tôi với tác phẩm của Penny cũng đã tiếp xúc lâu nay, đúng lúc chiếm chút ít. Vậy việc lần này cô cứ chốt vậy đi. Đi làm cho tốt đi. Ra ngoài, chúng ta bàn bạc một chút. Tôi... bàn bạc công việc. Thẩm Tinh Giao. Làm sao? Cô vào Thịnh Quang làm gì Penny sao? Cô rất thích Penny à? Từ khi nào sếp Châu lại quan tâm tới chuyện riêng tư của tôi vậy? Anh hứng thú với Penny như vậy sao? Đừng có nói là anh... Tôi có thể với một người phụ nữ xa lạ hứng thú cái gì chứ? Ai biết đâu. Chỉ có điều... Cô chính là Thẩm Tinh Giao. Vậy mà dám gài bẫy sếp Châu, đúng là thứ mặt dày ti tiện từ trong máu. Vô liêm sỉ. Vòng cổ của cô là hàng nhái của Tinh Quang chứ gì? Quả nhiên là con gà rừng, lúc nào cũng muốn giả làm phượng hoàng bay lên cành cao. Đây không phải là hàng nhái mà là đồ thật đó. Tinh Quang của Penny đã bị hoàng thất thu mua rồi. Cái của cô không phải là đồ giả thì là cái gì chứ? Tiệc rượu đẳng cấp như vậy không chứa nổi thứ đồ giả như cô đâu. Mau tháo xuống đi. Buông tôi ra. Này, muốn làm cái gì? Sếp Châu, chúng tôi không cố ý đâu. Là cô ta đeo đồ giả. Đình An, đây không phải là hàng nhái đâu. Tháo xuống đi. Đình An, họ Châu tôi không để cô thiếu ăn, cũng không để cô thiếu tiền. Cô đeo đồ giả như vậy ra ngoài, thật là quá mất mặt. Tháo xuống đi. Làm gì cứ làm tiếp đi. Lâm Nam, cậu liên hệ một chút tìm nhà thiết kế tên Penny, đặt cho Thẩm Tinh Giao một chiếc vòng cổ. Chỉ có điều gì chứ? Không có gì. Cô không muốn phải ly hôn với tôi sao? Cô quản nổi tôi sao? Sếp Châu. Sếp Châu, cửa ở phía đó. Anh cứ thông thả không tiễn nha. Lâm Nam, chiếc vòng cổ đó nhất định phải đặt được, không thì tôi giết cậu. Alo. Cô Penny, sếp Châu của chúng tôi rất muốn đặt thiết kế chiếc vòng đó. Lần này chúng tôi ra giá 5 triệu. 5 triệu sao? Cho hỏi, anh ấy là muốn tặng cho ai? Một người rất quan trọng ạ. Người rất quan trọng sao? Tinh Giao, cậu làm sao vậy? Đâu có gì. Châu Thị tìm mình thiết kế vòng cổ, giá cả đưa ra cũng rất tốt. Vậy cậu nhận lời rồi à? Không lẽ vì biết mình thích Penny nên mới đặt làm cho mình? Nhận thôi. Dù gì cũng sẽ kiếm được tiền. Mình cũng đang cần 5 triệu. Vậy cũng được. Cậu nhận đi. Sếp Châu, cô Penny đã nhận lời làm thiết kế rồi. Tận 5 triệu, chỉ có cả ngốc mới không nhận. Cứ như vậy, phu nhân nhất định sẽ vui lắm. Cô ấy sẽ vui thật à? Tất nhiên rồi. Không phải ngài bảo phu nhân rất thích Penny ư? Ừ. Một khi phu nhân vui vẻ, chắc sẽ không nhắc chuyện ly hôn nữa. Tốt quá. Cậu rảnh lắm phải không? Trong vòng 10 phút phân loại ra. Hả? Dân thưa sếp Châu. Mọi người nói coi, ai sẽ là người đại diện cho series mối tình đầu? Nghe nói là bên Châu Thị, sếp Châu đích thân đề bạt. Vậy chắc chắn là người rất quan trọng rồi. Nói đúng rồi đó, là minh tinh mà Châu Thị đang muốn lăng xê. Này Tinh Giao, cô không tò mò sao? Có lẽ Châu Đình An đích thân debut không chừng.
Cô Hứa. Chào mọi người, tôi là người đại diện cho series Mối Tình Đầu, Hứa Tri Ý. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều. Nghe nói cô Hứa chính là Bạch Nguyệt Quang của Sếp Châu. Chẳng trách lại được làm đại diện Mối Tình Đầu. Cẩu Lương này đúng là biết cách trải nha. Nói như vậy thì Sếp Châu đúng là quá si tình rồi còn gì. Vậy mà chị cô Hứa Tri Ý làm tới mức này luôn. Chẳng trách Sếp Châu đích thân tới đây. Nếu như là chị Hứa Tri Ý, đúng là không ngoài dự liệu. Nghe nói hai người bọn họ sắp đến hôn rồi. Chuẩn bị họp đi. Vì khách hàng sáng tạo và định hướng dịch vụ cao cấp. Được rồi, tăng họp. Cô Thẩm, chờ một chút. Cô Hứa, lại có chuyện gì sao? Cô không để ý hả? Để ý gì chứ? Đình An biết tôi thích Penny, cho nên mới đặc biệt sắp xếp cho tôi làm đại diện. Vốn dĩ tôi cũng muốn khiêm tốn, nhưng vì anh ấy bảo là chỉ cần tôi thích sẽ làm cho tôi thứ tốt nhất. Phải rồi, anh ấy còn nói là muốn tìm Penny thiết kế cho tôi vòng cổ độc nhất vô nhị. Cô cũng biết rồi đó, Penny không phải ai cũng hẹn được đâu. Nói xong chưa? Cô không để ý thiệt sao? Để ý chứ. Tôi phát hiện ra cô Hứa đây toàn thân toát ra một mùi tiểu tam hôi thối vô cùng. Cô Hứa à, công nhận là thối thiệt đó. Thẩm Tinh Dao, cô đàn ông khốn kiếp, vậy mà lại vì Hứa Tri Ý. Sếp Châu, xảy ra chuyện rồi. Lại làm sao rồi? Cậu sắp bị sa thải à? Sao tôi lại bị sa thải chứ? Tôi trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ. Tôi lại là con một. Được rồi, bớt phí lời đi, ngồi xuống nói nghe xem. À, thật ra là vì cô Penny từ chối đơn hàng rồi. Từ chối đơn hàng? Vâng, tại sao chứ? Cô ấy nói thiết kế cho chó cũng không thiết kế cho ngài. Bảo ngài từ bỏ việc này đi. Có phải ngài đắc tội với người ta rồi không? Đến gặp còn chưa gặp qua, làm sao lại đắc tội với cô ta? Lâm Nam, có phải do cậu làm sai? Ê sếp Châu, không phải do tôi. Tôi nói chuyện rất đàng hoàng lịch sự, nhưng thái độ của đối phương rất ác liệt, trực tiếp block tôi luôn. Vậy thì cô ta Penny này giống hệt Thẩm Tinh Dao, sáng nắng chiều mưa. Vậy phải làm sao đây? Đến lúc đó phu nhân không nhận được quà thì sẽ ly hôn với ngài thật đó. Sếp Châu của chúng ta không phải sẽ biến thành kẻ không ai thèm sao? Chồng cũ bất lực đáng thương, đâu ra miêu tả thảm vậy? Tôi sai rồi sếp Châu. Nhưng mà tôi nghe nói Thịnh Quang tối nay ở khách sạn Quảng Hối sẽ làm lễ ra mắt quảng bá Mối Tình Đầu. Vì để tăng nhiệt độ cho buổi lễ, người chủ trì chắc có lẽ sẽ là Penny. Thế này nhé, cậu sắp xếp một chút, tối nay qua bên đó. Vâng thưa sếp Châu. Miệng thì bảo không cần, nhưng vì tặng quà mà cuốn cả lên. Cậu coi chừng bị tôi sa thải đó. Ê sếp Châu, tôi đi liền đây. Bước đầu cứ chọn thiết kế như vậy đi. Ý tưởng thiết kế mình đã đánh dấu cả rồi. Chỉ có điều mình không tiện xuất hiện, nên chuyện này phải phiền cậu rồi. Giữa chúng ta có gì mà phiền chứ? Ăn chút gì đó đi, bận rộn suốt nãy giờ rồi. Nào. Mình xin lỗi. Không sao, cậu có sao không? Không sao. Chắc là vì em bé không thích mùi vị của món này. Không sao là tốt rồi. Cậu hay là đi xử lý một chút đi. Mình tắm rửa là sạch ngay. Sếp Châu, người bên Thịnh Quang nói cô Penny ở ngay đây ạ. À, được, đi đi. Sao lại là cô? Người đâu? Đang tắm rửa. Tắm rửa? Thẩm Tinh Dao, cô tới đây làm gì? Hình như tôi
đâu phải nhân viên của Sếp Châu. Tại sao phải báo cáo danh từng chút một vậy chứ? Tôi không thèm đấu võ mồm với cô. Cô định khi nào về nhà? Về nhà? Về nhà nào? Cô nói xem. Sếp Châu, đừng có quên chúng ta ly hôn rồi. Tại sao cô cứ nhất quyết đòi ly hôn? Ly hôn cũng cần lý do sao? Tôi không muốn sống chung với anh nữa thôi. Đừng tưởng tôi không biết. Cô không thiếu tiền, vậy người cha già mê cờ bạc của cô cũng không thiếu sao? Ly hôn với tôi rồi cô lấy gì để đi lấp cái động không đáy đó? Đó là chuyện của tôi, không cần anh phải lo đâu. Cô có năng lực đó sao? Sếp Châu, anh quản cũng nhiều quá đó. Nếu như không có chuyện gì, mời anh ra ngoài cho. Ai nói tôi không có việc? Tôi tới đây là để đợi. Sao lại là anh ta? Cô mau giải thích cho tôi. Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc chung một phòng, anh ta còn đi tắm rửa. Tôi hỏi cô muốn làm gì hả? Sếp Châu, anh tới đây lớn lối hôn dữ cái gì? Tinh Giao, cậu có sao không? Không sao thì tốt. Có cần tôi nhắc cho anh biết cô ấy là người của ai không? Anh cần phải. Châu Đình An, anh bị bệnh sao? Này, Tinh Giao, nhớ cho kỹ, cô ấy là người của tôi. Giải thích đi. Giải thích gì chứ? Cô và Tống Thời Việt ở trong khách sạn làm gì? Nếu như lúc nãy tôi không tới đây, anh ta từ nhà tắm đi ra, hai người tính làm gì tiếp? Chúng ta không còn là gì của nhau. Tôi muốn ở với ai thì sẽ ở với người đó. Tôi... Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Anh... Nói đi. Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Quan hệ cấp trên với cấp dưới. Quan hệ cấp trên cấp dưới. Vậy nửa đêm ở trong phòng khách sạn làm gì? Bọn tôi đang thảo luận về buổi lễ quảng bá. Thế tại sao hắn ta lại đi tắm? Hắn ta ở cạnh người đã có chồng mà lại đi tắm. Đúng là không phải thứ tốt lành gì, cô có biết không hả? Tránh xa hắn ra. Thời Việt không phải là loại người như anh nghĩ. Cô hiểu hắn lắm sao? Phải. Anh ấy dịu dàng và ân cần, không giống như là kẻ nào đó. Châu Đình An, anh vừa phải thôi. Tôi không cho phép cô nói tốt cho hắn. Tôi không có giống như anh. Trong nhà cờ đó rợp sân, bên ngoài cờ nào cũng phấp phới. Thẩm, Sếp Châu, phu nhân và Sếp Tống có quan hệ gì vậy? Thẩm Tinh Giao ghét Tống Thời Việt. Hả? Nhìn đâu có giống. Đó là vì mắt cậu có vấn đề. Tôi thấy phu nhân ghét ngài thì đúng hơn. Cậu nói gì đó? À, tôi nói, vì sao phu nhân cứ muốn ly hôn nhỉ? Làm sao tôi biết được? Cô ấy tức giận rồi. Tức giận? Vậy vì sao phu nhân tức giận? Cậu... lòng dạ đàn bà mà, mò kim đáy bể, cũng dễ hiểu. À, đúng rồi Sếp Châu, hôm nay tôi giúp ngài thu dọn hành lý. Tôi phát hiện mấy món quà ngài mua cho phu nhân vẫn còn nguyên. Có cần tôi gửi qua đó cho phu nhân không? Cô ta sắp ly hôn tôi rồi, tôi còn tặng quà cho cô ta. Tôi bị bệnh à? Vậy tôi để ở nhà ngài. Lãng phí. Hay là đem tặng cho phu nhân đi, còn bắt tôi nghĩ lý do. Sếp Châu, lễ ra mắt trang sức của Thịnh Quang, thân là đơn vị tổ chức, chúng ta cũng nên tặng quà cho các bên nhỉ? À, không cần phải gửi cho toàn bộ công ty, chỉ cần gửi cho một số chủ biên, nhiếp ảnh và những người liên quan. Lễ ra mắt trang sức của Thịnh Quang có nghệ sĩ thuộc công ty chúng ta, có thể tặng. Chốt. Vậy bây giờ tôi đi chuẩn bị. Được rồi, nhà này không có tôi coi như xong.